Chào cả nhà, trên tay mình đây là món bún cá Hà Nội. Đây là một cái món rất là đặc trưng của Hà Nội ha. Bạn nào mà đã từng ở Hà Nội mình ăn có cái món bún mà nó có bên trong nó có miếng cá rô nè. Ăn nó giòn giòn đó. Và nó có miếng chả lốt à. Thì đây chính là cái món đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách để mình làm cái tô bún cá ngon như thế này. Để cả nhà mình ở nhà mình làm thử cho gia đình mình ăn ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn nguyên liệu ha. Đây là tất cả những cái nguyên liệu để mình làm cái món bún cá nha cả nhà. Cả nhà có thể thấy là nó có một số cái gia vị nó giống nhau. Mình sẽ chia nó ra làm 3 phần. Mình sẽ giới thiệu từ từ từng phần cho cả nhà mình để cả nhà mình đỡ nhầm nha. Mình sẽ chia cái cách làm bún cá ra làm 3 phần. Phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình xử lý cái cá này. Cái cá này là cái cá mình mua ở ngoài siêu thị, nó đã làm sạch rồi, cái cá rô nha cả nhà. Ở ngoài miền Nam thì họ sẽ sử dụng cái cá lóc, ở đây mình sử dụng cái cá rô để cho giống cái món bún cá của người Hà Nội. Phần tiếp theo là mình sẽ làm cái nước dùng và phần cuối cùng là mình sẽ làm cái nước mắm chấm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với cá này ha. Mình sẽ có là 400g cái cá rô, 4ml nước mắm, 2g muối và 25g bột năng. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình làm cái cá này ha. Cái cá này sau khi mà mình mua về thì mình đã rửa sạch rồi. Họ cũng đã đánh cái vẩy và lấy cái ruột ra rồi. Nó còn một số cái vẩy nữa nhưng mà mình cũng đã đánh sạch rồi cả nhà. Mình rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình phi lê cá này. Đầu tiên thì cả nhà có thể thấy đây là cái sống lưng của con cá nha. Đây là cái phần đầu của nó. Phần đầu của nó có một cái phần xương cứng ở đây này. Mình sẽ dùng cái con dao này chọc vào cái phần xương cứng của nó. Mình cắt cái phần, mình đi theo cái phần mang của nó này. Đó. Tiếp đó là mình sẽ cắt nó vào phần đây. Cả nhà nhìn thấy không? Vào đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái con dao này, mình đi sát vào cái chỗ phần xương của nó. Cả nhà có thể thấy trên là phần thịt này, dưới là phần xương này. Đó, mình sẽ lách nó cái dao này vào giữa cái phần này, mình tách nó ra nha. Đó, mình đi như thế này. Cả nhà có thể thấy đây là cái phần thịt và đây là cái phần xương. Mình sẽ đi nó dọc ra như thế này. Thì là mình lấy cái phần thịt nha. Tiếp đó quay lại cái chỗ phần đầu này. Sau khi mà mình đã rạch một đường như vậy, mình sẽ đi từ từ nhẹ nhẹ nhàng. Tiếp đến phần đuôi. Cũng như vậy luôn. Cả nhà có thể thấy đây là cái phần xương của nó nha. Mình ép sát đấy. Mình lấy cái dao để mình rạch nó ra này. Ở đây nó có cái phần xương nha. Bởi vì là cái món này nó cần sử dụng xương cá cho nên là mình mua cái cá nguyên về mình làm. Chứ mình không mua cái phi lê cá. Phần bụng này cũng vậy này. Cả nhà mình cắt cái này ra này. Đó. Sau đó mình cũng đi tương tự như bên trên luôn. Chia nó ra. Cái phần ruột họ đã làm sạch cho mình rồi. Đấy, chia ra. Các bạn nào mà hay làm cá thì chắc chắn là làm cái này rất là dễ, đơn giản, không có cái gì để khó hết. Sau đó mình sẽ lấy được một cái phần thịt ra đầu tiên. Đó, đây là cái phần thịt mà mình lấy được. Còn cái phần xương một lát nữa mình cũng sẽ xử lý nó luôn. Như vậy là mình được một miếng thịt này cả nhà. Một lát nữa mình sẽ cắt ra và mình hướng dẫn cả nhà mình chiên cái cá này cho nó giòn. Tiếp cũng tương tự vậy luôn. Đó, mình cắt cái phần thịt của nó ra này. Bởi vì là cái cá này nó nhỏ quá, mình cầm nó không vừa tay nên là làm nó hơi khó một chút. Đây là phần đầu, một lát nữa mình sử dụng mình nấu cái nước dùng nha. Như vậy là mình chia cái cá rô của mình ra một phần thịt một phần xương này. Bây giờ mình chỉ việc cắt đôi chia cái phần thịt ra thôi. Đó, như vậy là mình có hai cái phần thịt. Cái việc bây giờ mình chỉ cần làm là mình lấy cái phần xương ra này. Ở đây nó có cái phần xương rất là nhỏ, mình sẽ dùng con dao để mình đi dưới như này để mình lấy cái phần xương ra. Cái cá này nó hơi nhỏ, mình làm nó khó hơn những cái cá lớn. Đây là mình lấy cái phần thịt, nó còn dính một chút xương, hai cái cọng xương này mình cũng sẽ lấy nó ra luôn. Các bạn nào mà không biết cái phi lê cá này thì mình có thể mua cái phi lê cá rô, hoặc là mình có mua cái phi lê cá cá lóc, mình về mình làm nha cả nhà. Bây giờ nó chỉ còn cái phần xương bên dưới này thôi, mình cũng sẽ dùng nó ra mình lấy nốt. Đó, lấy ra. Như này là hoàn toàn còn mỗi thịt không này cả nhà. Mình sẽ lọc từ từ cái xương của nó. Đây nó có cái phần xương này mình cũng sẽ lọc từ từ luôn. Đó, mình một tay mình giữ, một tay mình đi vào cái phần xương. Như vậy là mình có miếng cá thứ hai. Mình rờ rờ đây xem nó còn xương không thì mình dùng tay mình rút ra nha cả nhà. Ví dụ ở đây nó còn xương này. Đó, nó còn hai cái nhánh xương này. Mình dùng tay mình rút ra được nha. Rồi, như vậy là mình có hai cái miếng cá. Bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục mình làm cái miếng cá như này của mình y như vậy luôn. Mình cũng sẽ làm tương tự, mình lách cái này vào đây, lách cái dao của mình. Sau đó là mình đi từ cái sống lưng của nó. Đó, mình chia cái phần thịt và phần xương ra. Sau đó là mình đi nhẹ nhàng vào đây. Như vậy là mình đã chia được ra làm đôi. Bây giờ mình chỉ việc cắt cái thịt này ra thôi. Như vậy là mình có 4 miếng thịt cá. Còn cái phần xương này thì mình sẽ nấu nước dùng nha. Sau khi mà mình phi lê được ra cái miếng cá như thế này thì mình sẽ cắt nó thành từng miếng nha cả nhà. Đó, mình cắt miếng khoảng như thế này, khoảng cỡ 1cm đến 1cm rưỡi một miếng. Mình sẽ cho toàn bộ cái cá của mình đã cắt vào đây. Sau đó là mình sẽ cho muối. Từ đầu mình đã giới thiệu ở đây là mình có 2 gam muối và 4 gam nước mắm. Đây là nước mắm. Mình sẽ dùng một cái đũa mình đảo nó, mình trộn cho cái cá của mình nó ngấm mắm. Khi mà các bạn ăn ấy, các bạn có một cái vị từ cái cá này. Mình cắn vào miếng cá nó giòn ở bên trong, nó có cái vị mặn rất là ngon. Còn nếu mà cái miếng cá của mình không được ướp mắm thì mình cắn vào cái miếng cá nó rất là nhạt, mình ăn nó sẽ không ngon. Mình sẽ trộn nó một chút. Cả nhà mình nếu mà thích để nó ướp khoảng 15 phút cũng được, hoặc là mình làm luôn cũng được. Hôm nay thì Kha sẽ làm luôn, bởi vì mình tiết kiệm thời gian. Mình sẽ làm luôn. Sau khi mà trộn cá nó áo mắm và muối đều thì mình sẽ cho, đây là bột năng. Mình sẽ cho nó vào tiếp hết luôn. Đảo lên. Mình áo cho cái cá của mình nó thấm đều bột nha cả nhà. Mình áo càng kỹ càng tốt. Mình chiên ấy thì cái bột nó sẽ làm cho cái cá của mình nó không bị ra nước. Nó giữ lại chất dinh dưỡng và cái độ ngọt ở trong con cá. Mình ăn cái miếng cá một lát nữa nó vẫn còn mềm. Bên ngoài nó rất là giòn, bên trong nó rất là mềm. Ở đây mình đã chuẩn bị một cái nồi dầu. Mình sẽ đợi cho cái dầu của mình nóng lên. Mình sử dụng cái dầu này, nó có cái nhiệt độ trên cá rất là tốt. Từ 190 đến 210 độ nó sẽ khóa làm cho miếng cá mình giòn ngay lập tức. Đây là cái dầu của Silarus này cả nhà. Đây là cái dầu ô liu á. Cho nên là cái màu nó hơi đỏ đỏ một chút cả nhà. Một lát nữa mình chiên cá, cái cá của mình nó có cái mùi dầu ô liu rất là thơm luôn. Mình đợi nó sôi lên một chút mình sẽ thả vào. Sau khi mà cái dầu của mình đã đủ nhiệt độ thì bây giờ mình sẽ cho từ từ cá vào. mình sẽ cho này. Cái dầu nóng nó sẽ làm cho cái bột nó ngay lập tức nó cứng lại. Sau khi mà nó đã khóa miếng cá lại thì mình sẽ giảm lửa một chút thôi cả nhà. Mình chiên lên mà nó đã có cái mùi mắm nó bốc lên từ cá rất là thơm rồi đó. Đây là hai miếng cuối cùng. Đây là miếng cuối cùng này. Rồi mình sẽ đảo đảo một chút. Các bạn có thể thấy là khi mà cái cá của mình chín nó sẽ nổi hết lên trên mặt này. Mình vớt nó rất là dễ. Nhưng mà bước này mình sẽ để cho nó chiên thêm một lúc nữa để cho cái cá mình nó giòn. Như này là nó cũng giòn rồi á. Đây mình sẽ làm cho cả nhà coi. Đó. Nó cứng cái thân cá lại như này này. Mình chiên thêm một lúc nữa để cho nó giòn ha. Tùy theo ý thích của cả nhà, mình thích ăn giòn hay là mình thích ăn mềm. Mình thích ăn mềm thì mình chiên nhanh, còn mình thích ăn giòn thì mình sẽ chiên nó lửa nhỏ và mình chiên nó kỹ một chút để cho nó giòn ha. Mình sẽ thử lấy cái đôi đũa mình gắp một miếng, sau đó là mình dùng cái sức mình ấn cái miếng cá này. Đó, cả nhà thấy là nó cứng đến như vậy luôn. Mình dùng cái đũa này, ép nó này. Đó, mình dùng sức mình ép nó này, nhưng mà cái miếng cá nó rất là cứng. Rất là cứng. Bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Mình vớt ra từ từ thôi, nó không cháy ở đâu cả nhà yên tâm, mình đã hạ lửa xuống một chút rồi. Mình để cho nó giòn mà. Cả nhà mình lưu ý là sau khi mà mình vớt hết cá ra thì mình mới tắt bếp nha cả nhà. Nếu mà mình để cái dầu này mình tắt sớm quá ấy, cái dầu nó sẽ ngấm vào cái cá, nó làm cho cái cá của mình nó sẽ bị mềm lại và mình ăn nó sẽ dính. Mình ăn nó dính nó rất là nhiều dầu, rất là khó chịu và đó, mình có cái cá giòn như này. Mình thả này cho cả nhà nghe này. Nó nghe nó cứng ngắc luôn. Rồi sau khi mà mình làm xong cái cá như này rồi, bây giờ mình sẽ làm cái nồi nước dùng ha. Còn đây là cái phần mà mình sử dụng để mình nấu nước dùng này. Mình có 2 trái cà chua, 30g gừng, 15g tỏi, 20g hành. Ở đây mình có 5g bột ngọt, 10g đường, 5g muối và 4g nước mắm. Tiếp theo là đến hành tím. Hành tím thì mình cũng sẽ lấy 10g. Mình cắt đôi ra. Sau đó mình đập dập ra. Cái này là mình sẽ sử dụng để một lát nữa mình nấu cái nước dùng cá trước. Sau đó là mình mới sử dụng những cái gia vị kia mình nêm ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình nấu nước dùng cá bằng xương cá luôn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 15g gừng để mình làm cái nước dùng cá nha cả nhà. Cái gừng này thì mình sẽ cắt mỏng ra. Để một lát nữa mình nấu, mình khử cái mùi của xương cá đi và làm cho cái xương cá của mình nó có mùi gừng và nó có cái vị ấm. Mình ăn nó sẽ rất là ấm bụng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình nấu cái xương cá này làm thành cái nước dùng ha. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái nồi. Mình đang đợi cho cái nồi của mình nó hơi nóng lên một chút. Sau đó mình sẽ cho cái dầu ăn vào ha. Mình sẽ cho một chút cái dầu ăn vào đây. Đây là cái dầu ô liu nha cả nhà. Ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn. Sau khi mà cái dầu của mình nóng lên thì mình sẽ cho hành tím vào. Mình xào nó lên một chút. Mình xào cho cái hành tím này của mình thơm lên thì một lát nữa cái nước dùng cá của mình nó cũng thơm mùi hành luôn. Tiếp theo là mình sẽ cho gừng vào. Xào chung luôn. Mình xào cho cái gừng và cái hành nó thơm lên nhá. Sau đó mình mới cho cái xương cá mà mình xào cho cả nhà. Mình đợi một chút nó thơm lên rồi đấy. Sau khi mà cái hành và cái gừng đã thơm thì mình sẽ cho toàn bộ cái xương cá này vào. Mình cho vào mình xào để cho nó bay hết cái mùi tanh của cá đi. Một lát nữa mình có cái xương cá, cái nước dùng xương cá rất là thơm. Cả nhà có thể thấy là nó dính đáy này. Mình đừng có lo ha, một lát nữa mình sẽ cạo cái đáy này lên. Cái nó dính ở dưới đáy này nó là cái chất ngọt của con cá. Nó làm cho cái cá nước dùng của mình rất là thơm luôn. Xào lên. Mình chịu khó xào cho đến khi mà cái xương cá nó xém một chút, nó có cái mùi thơm thì bắt đầu mình sẽ cho cái nước vào. Mình sẽ sử dụng là 1,5 lít nước nha cả nhà. 1,5 lít nước. Sau khi mà nước của mình đã nấu đủ 15 phút thì bây giờ mình sẽ vớt những cái xương cá ra nha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành tím này của mình ra một cái chén. Để mình lấy chỗ mình sơ chế cái tỏi thôi. Đây là tỏi. Tỏi mình cũng sẽ tương tự. Mình cũng sẽ cắt nhuyễn ra cả nhà. Mình cũng sẽ băm nhuyễn ra giống như hành vậy. Sau khi mà băm hành và tỏi xong thì mình sẽ quay trở lại nồi nước. Mình vớt cái bọt nha cả nhà. Một khoảng thời gian này nó cỡ được khoảng 5 phút rồi đó. Mình sẽ quay trở lại cái nồi nước của mình. Bây giờ thì mình sẽ bật bếp lên để mình xào cái cà chua vừa nãy mình cắt nha cả nhà. Mình bật bếp lên cho mình đợi cái bếp của mình nó nóng lên một chút. Sau đó mình sẽ cho một chút dầu vào. Sau khi mà cái chảo của mình nó hơi nóng một chút thì mình sẽ cho vào đây một chút cái dầu ô liu. Tiếp theo là mình sẽ cho cái gừng vào. Mình xào lên. Tiếp đó sẽ là hành và tỏi. Xào lên. Xào thơm cả ba cái này lên. Sau khi mà mình đã ngửi thấy mùi thơm rồi thì bây giờ mình sẽ cho cà chua vào nào. Xào lên. Cái cà chua này thì cả nhà mình có thể mình xào nó nhuyễn ra cũng được, hoặc là mình xào một nửa nhuyễn và một nửa mình để nguyên, sau đó là mình một lát nữa mình cho vào nước dùng cũng được. Nhưng mà ở đây thì Kha sẽ xào hết luôn. Kha sẽ xào hết luôn và Kha xào sơ thôi. Một lát nữa mình còn cái miếng cà chua mình ăn nó rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái nước dùng cá của mình vào ha. Cả nhà nấu cho mình như thế này khoảng 5 phút nha. Để cho cái nước này của mình sôi lên thôi, không có gì hết. Khi mà nước dùng của mình sôi lên như thế này thì mình sẽ hạ lửa nó xuống một chút. Cả nhà mình lưu ý là mình nấu đủ 5 phút luôn. Mình hớt cái bọt lên trên một chút. Đây là cái bọt cà chua thôi. Đây là cái bọt cà chua nha cả nhà. Mình hớt cái bọt này để cho cái nước của mình nó trong thôi, không có gì hết. Thực ra là ai thích ăn mình ăn cũng được. Sau khi mà mình bật nhỏ lửa xuống thì bây giờ mình bắt đầu mình nêm ha. Bây giờ mình sẽ nêm muối vào đây. Đây là nước mắm. Định lượng thì vừa rồi mình đã giới thiệu với cả nhà chung với lại cà chua rồi. Đây là đường. Mình sẽ đảo nó nhẹ nhẹ để cho nó tan hết cái gia vị thôi. Sau khi mà tan hết gia vị rồi mình sẽ múc, mình nếm thử một chút để xem nó có vừa với lại cái khẩu vị của mình chưa. Nếu mà nó chưa vừa thì cả nhà mình có thể nêm thêm ha. Rồi bây giờ mình sẽ múc một miếng. Rất là ngon luôn. Rất là ngon nha. Cái mùi xương cá cháy thơm lắm cả nhà. Cái xương cá mình áp chảo nó cháy thì nó ra cái mùi rất là thơm. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ bóc cái bún này ra. Mình trần với lại nước ấm. Sau đó là mình sẽ làm một cái tô bún hoàn chỉnh. Mình ăn và mình giới thiệu cho cả nhà mình luôn ha. Bóc ạ. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên là mình trần cái bún. Mình đợi cho nước mình sôi ha. Sau khi mà cái nước đã sôi lên thì rất đơn giản là mình chỉ cần tắt bếp đi và mình cho cái bún của mình vào. Mình đợi khoảng 1 phút đến 1 phút rưỡi. Mình thi thoảng mình ngoáy ngoáy nó để cho cái sợi bún nó rời ra khỏi nhau ha. Mình chỉ cần đợi 1 phút đến 1 phút rưỡi là mình sẽ có cái bún giống như ở ngoài hàng họ mình ăn vậy đó. Nè, mình sẽ tách nó ra nhẹ nhẹ như này. Cả nhà mình đừng có tách mạnh quá, nó sẽ vỡ cái cây bún, nó sẽ vỡ cái sợi bún. Nó sẽ làm cho cái bún của mình nó bị rời, mình sẽ bị vỡ, mình ăn nó sẽ không còn cái sợi dài nữa. Đó. Nè, mình ngoáy nhẹ nhẹ nó để cho nó ra từng sợi. Cả nhà mình nhớ nha, nước sôi tắt bếp đi, mình sẽ cho bún vào mình trần. Mình trần 1 phút đến 1 phút rưỡi, cái bún mình rất là giòn. Mình đừng có vội, mình nấu nó. Mình mà vội mình nấu nó là cái bún của mình nó sẽ bị bỏ. Mình ăn nó sẽ không còn dai cái sợi bún nữa. Ăn nó sẽ rất là bột. Đó, như vậy là khoảng 1 phút là mình đã có cái bún như thế này. Còn nếu mà bạn nào mà lười mà mình không đảo ấy, thì mình để 1 phút rưỡi ha. Bây giờ mình sẽ bổ cái nước ra để mình lấy cái bún. Mình đổ luôn vào cái chỗ mà mình vừa trộn cá nha cả nhà. Bên dưới nó còn dính cái bột ấy. Nhưng mà mình để nó lên cao một chút. Mình khéo là nó không dính vào. Bây giờ mình sẽ thực hiện một cái tô bún hoàn chỉnh cho cả nhà mình coi ha. Mình sẽ cho vào đây một chút bún. Nếu mình ăn nhiều thì mình cho nhiều ha. Một cái phần này của mình thì mình sẽ nấu được khoảng 2 tô nha cả nhà. Ý là bún á, chứ không phải là nước. Bây giờ mình sẽ chan cái nước vào. Tiếp theo là mình sẽ cho cá vào. Cả nhà mình có thể thấy cái cá này của mình mặc dù mình đã chiên sau 30 phút nhưng mà nó vẫn rất là còn giòn. Mình ăn cho cả nhà mình nghe ha. Đó, rất là giòn luôn. Và cái lý do tại sao mà mình cho bún vào tô, sau đó mình cho nước liền, mà tại sao mình không cho cái cá này lên, sau đó mình mới đổ nước lên, là bởi vì nếu mà mình đổ cái nước lên cái cá của mình, cái cá mình sẽ bị ỉu nha cả nhà. Mình ăn nó sẽ không còn giòn nữa. Chính vì thế là mình sẽ cho bún vào, mình cho nước vào, sau đó mình mới đặt cái cá này của mình lên ha. Bây giờ mình sẽ làm tiếp nè. Mình sẽ cho cái cá lên. Và tình cờ là ngày hôm nay á, bạn Nhi bạn ấy có làm cái món chả lá lốt. Thì mình có chợt nhớ ra là ở bún cá ngoài Hà Nội mình đã từng ăn. Thì cũng có một cái số nhà hàng họ cũng có cho cái chả lá lốt này vào này các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái chả lá lốt này vào ha. Còn cái cách mà mình làm chả lá lốt thì các bạn coi clip ủng hộ bạn Nhi ha. Bây giờ mình sẽ đặt vào tô bún. Chả lá lốt. Chả lá lốt. Mình sẽ cho lên đây thêm một chút cà chua. Cà chua nhá. Cà chua. Ở đây mình có một chút cái hành lá này. Mình sẽ cắt nó nhỏ nhỏ ra, mình cho lên bún mình ha. Và một chút cái rau ngò gai. Đây là ngò rí. Bây giờ mình sẽ trộn vào chung với nhau luôn. Mình sẽ cho lên tô bún. Thêm một chút nữa. Như vậy là tô bún của mình đã xong rồi. Ở đây mình sẽ có thêm một cái chút cái rau ăn kèm. Còn đây là cái rau này mình sẽ cho lên mặt ha cả nhà. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với cả nhà làm cái nước mắm chấm để mình chấm cái rau này ăn cùng ha. Để pha nước mắm chấm thì ở đây mình có 10 ml nước chanh nào, 10 ml nước mắm nào, 10g đường và 20g nước. Ngoài ra thì mình có thêm một chút cái gừng khoảng 5g và một chút cái ớt hiểm. Cả nhà mình thích ăn cay thì mình cho vào ha. Bây giờ mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu này vào với nhau. Đầu tiên là nước, đường nào, nước mắm, nước chanh nào, Mình sẽ lấy nước thôi. Cuối cùng là chưa cuối cùng đâu. Tiếp theo là gừng. Cuối cùng là một chút cái ớt cực cay. Mình đánh lên hả? Thử một miếng. Vừa ăn rồi đó cả nhà. Nhưng mà mình thấy nó hơi cay. Có lẽ lần sau mình sẽ cho ít ớt đi một chút. Mình sẽ sử dụng cái nước mắm để mình chấm rau ha. Đây là tô bún cá Hà Nội. Bây giờ mình sẽ nếm thử này. Một chút nước. Bao giờ mình ăn bún mình cũng sẽ nếm nước nha cả nhà. Cái nước đó là cái tinh túy của cái món phở hoặc là món bún đó. Tất cả các món nước đều như vậy hết. Trời. Nếm miếng cá nào. Miếng chả lốt. Làm một miếng rau ha. Chấm mắm. Trời, đã lời luôn. Và miếng cá. Cuối cùng là miếng bún. Mình ăn mà đến nỗi mà các bạn quay phim bạn ấy ngồi bạn chảy nước dãi luôn cả nhà. Cả nhà mình muốn có một cái tô bún cá Hà Nội ngon như thế này thì cả nhà mình hãy làm theo cái cách mà Kha hướng dẫn nào. Bây giờ thì chúc cả nhà thành công. Tạm biệt. Bye bye.